anh em. Hôm nay mình sẽ xin giới thiệu cho anh em cái chặng 3 nhôm CNC anh em ha. Thì bữa giờ mấy ông cứ bắt mình làm video thắc mắc tại sao dây đông lại gắn như thế nào. Thì mình nói luôn là gắn như zin, tháo zin ra rồi gắn nó vô là xong. Đó, đây, cái này là hình trên xe này anh em ha. Đó, bộ dây đông CNC ổ khóa gắn lại như zin, không khác gì hết. Đây, bộ chặng 3, anh em thấy không? Đầy đủ bát, ốc ác gắn bình thường hết ha. Cái ổ khóa thì sau này có một cái bát cho anh em gắn vô thôi là ok. Đó, len keng xe ben. Thì con xe này chủ xe cũng khá là chịu chơi. Đây, tổng thể con xe của chủ xe đây nha. Đó, len keng xe ben ha. Nhìn thấy không? À, thì đằng trước ấy, là chủ xe trang bị cho xe là một cái cùm RCS19. Cái cùm này thì bóp cũng phê lắm này. Tại nhích nhẹ là nó ăn rồi. Đó, nhưng mà đi với con heo Rambo cũng rất là cân đối luôn. Con heo trước là Rambo. Đó, con heo trước là Rambo 2 bit logo lớn, dĩa Rando 320. Thì con này vừa mới đi dầm mưa về anh em, nên hơi dơ một xíu anh em ha. Anh em chịu khó coi nha. Mai mốt mà mình rửa lại rồi mình review kỹ hơn. Dây dầu anh em thấy dây dầu đẹp không? Đó, dây dầu mình cũng không biết thương hiệu gì luôn. Tay rồi, bên này là cũng tay TWM. Bây giờ gần như là ông nào cũng chơi tay TWM này. Cái này hàng Trọng Tín shop có sẵn nha nha. Anh em có nhu cầu mua ủng hộ nhé. Rồi, của bộ over anh em không? Thấy không? Của bộ over màu lên cũng phê vãi đó. Long over đó. Long này là gắn tiêu cho anh em mà không gắn tiêu nó nổ la má thấy luôn á. Rồi, dây dầu này ổng chơi cái ngắt hơi bị dài luôn. Đó, hơi bị đẹp. Bắt heo là quay xuống anh em ha. Đó, bắt heo quay xuống. Nẹp sườn titan. Nhìn cái phuộc là biết đẹp trai rồi. Đó, nhìn phuộc biết đẹp trai rồi. Ô Long. Giờ cứ thấy mà phuộc mà vàng vàng xanh xanh á là thấy đẹp rồi. Đó. Thì mấy cái ô lìn này mà gắn lên xe mà canh chỉnh chuẩn á, đi phê lắm anh em. Đúng phê luôn á. Trong cái đám mà Raider là chỉ có phuộc ô lìn này đi thì thôi khỏi chê luôn. Đó. Rồi phía này thì chủ xe có trang bị cho xe một cái đèn L4 anh em ha. Đi tour là rất là hết bài luôn. Tay TWM cứ nhìn mà cứ nhìn thấy nó là thấy phê. Bóp như heo anh em thấy không? Bóp như heo mà. Đó. Rồi, quay lại cái vấn đề chặng 3 anh em ha. Đây, chặng 3 nhôm CNC. Đó, có điểm nhấn lên xe liền anh em thấy không? Bình thường nó đen thui chỗ này à, nhìn nó gớm à. Giờ lên cái chặng 3 cái một là nhìn nhìn khác bọt liền nha. Rồi, thằng con bên này thì cũng sắp xong rồi. Con bên này chủ xe cũng chịu chơi lắm, mới lên cặp theo Rambo xong. Tay RCS 17. Đây đây này. Đây, tay RCS 17 Cosa Cota nha em ha. Sáng sớm tới gọi lên cái tay coi thấy mà có cơm rồi. TWM. Đó. Rồi phía sau này cũng quất con heo Rambo luôn. Đây nha, heo Rambo ha. Đi dĩa 220 gắn bát bên dưới. Đó. À, lên luôn cái bộ thái trắng. Đó, bộ thái trắng anh em ha. Bộ thái thì nó có thêm một chữ Made in Thailand ở trên này. Đó, cổ bộ titan. Đó. Cổ titan form AHMT đấy anh em ha. Cổ này thì bao đẹp luôn. Rồi. Con này thì chứ nữa mình sẽ review cho anh em coi video sau ha. Quay trở lại con này. Ốc titan. Mấy cái ốc đồ bon này là hơi bị đẹp. Cái màu xanh của cái ốc này nó giữ nó bền hơn mấy con kia nhiều. Đó. Heo trước Brando. Ở dưới trước Brando. Đó, anh em bóp thắng nhẹ nhàng luôn á. Bóp là ăn nè. Rất là sướng. Đó. Đây bộ chặng 3 anh em ha. Anh em có nhu cầu mua chặng 3 thì bấm link phía dưới á. Mình sẽ để link mua chặng 3 phía dưới. Anh em có nhu cầu ủng hộ mua chặng 3 thì đặt trên Shopee giúp mình luôn ha. Tại vì số lượng này mình làm không có nhiều. Anh em đặt đó thì mình làm thôi. Mình chỉ dư ra khoảng 4-5 cái à. Trời ơi. Ở đây mất nước suốt này. Thôi là quay vấn đề xe. Ốc titan nha mà. Ốc kiểu Salaya ngôi sao. Nhìn hơi bị đẹp. Đó. Rồi xin cảm ơn nha. Nếu có nhu cầu mua phụ tùng xe thì vui lòng liên hệ Trọng Tín Shop. Rồi xin chào anh em và hẹn gặp lại. Trời ơi. Đấy vậy kia.
Đúng rồi, mai mốt sẽ review cái vấn đề đó nhiều hơn anh em ha. Ta còn nhớ ta coi đó nhiều hơn xe đó. Ở đây riết mất nước, biết sao không? Nhiều nước miếng riết khô ốm. Sao này nó mập vậy đó? Nó bê đê. Rồi, xin chào anh em. Rồi, hẹn gặp anh em ở video lần tiếp theo ha. Vẫn còn anh em ạ.